Tại sao netizen Trung Quốc lựa chọn Việt Nam để tìm kiếm cơ hội cho mình? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Tôi đang ở Việt Nam và vừa xuống máy bay. Việt Nam thực sự là đất nước lớn về xe máy. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trong tương lai." Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Việt Nam trong video của bạn thịnh vượng hơn tôi tưởng tượng. Đến Việt Nam là mới hiểu biết của tôi rất nhiều. Cơ sở hạ tầng ở Việt Nam không hiện đại như trong nước, nhưng đường cao tốc rất đẹp, thẳng và rộng, ít ô tô. Những nơi từng là thuộc địa của Pháp mang tính quốc tế hơn, người nước ngoài có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi ở đó và giá cả không thấp. Tôi có thể chơi với 50.000 nhân dân tệ đó trong bao lâu? Ở đó đồ uống rất rẻ, một tách cà phê có giá khoảng 10 nhân dân tệ và giá đồ ăn tương tự như đồ ăn nhẹ địa phương của người Việt ở Thâm Quyến, có giá hơn 200 nhân dân tệ cho 4 người. Một khách sạn ở Hạ Long có giá 100 nhân dân tệ một người một đêm, và ở Hà Nội có giá 140 đến 160 nhân dân tệ. Giá cả không đắt và có thể chấp nhận được. 10.000 đồng mì ăn liền, còn ở Quảng Châu có giá 20 nhân dân tệ, còn mì ốc có giá 18 nhân dân tệ. Cảm ơn bạn đã cho tôi biết, tôi chắc chắn sẽ thử một lần. Theo ấn tượng của tôi hiện tại, giá cả Việt Nam không thấp, chưa thấy chỗ nào 3 đến 5 nhân dân tệ cho một tô mì. Bây giờ mọi thứ đều đắt tiền, nhưng có cảm giác rẻ hơn đồ uống ở Quảng Châu, vẫn đáng để đến đó vài ngày khi bạn còn trẻ. Trải nghiệm ở Hạ Long thì không sao, Hà Nội thì lộn xộn chẳng giống thủ đô chút nào, xe máy nhiều hơn kiến và tiếng gầm rú khó chịu. Việt Nam mà tôi tưởng tượng vẫn còn trong những video người ta quay lại tặng tiền cho trẻ em. Blogger ơi, mình cần tìm xưởng gia công đồ lót ở Việt Nam, bạn giới thiệu kênh nào để tìm được địa chỉ đáng tin cậy không? Bạn có thể đến một chợ bán buôn lớn để tìm người bán đồ lót, tặng họ một số món quà tặng và xem liệu bạn có thể tìm thấy họ không, nên tìm họ trên trang của Google. Ở đó không có xe điện à mọi người. Trên con đường bằng phẳng, con dốc nhỏ, tôi thấy người Việt đi xe đạp, thời lượng pin của xe điện vẫn chưa tốt, đi xe bị hết điện thì kinh khủng hơn. Xe điện không đủ nhanh để quay và xe máy cũng có thể đi được xa, miễn là có trạm xăng ở khắp mọi nơi, rất thuận tiện. Ở Việt Nam, chỉ học sinh mới được đi xe máy điện vì không cần bằng lái. Họ giống như Trung Quốc 10 năm trước. Nếu bạn ở Việt Nam, bạn sẽ chọn mua một chiếc xe máy. Ngược lại, người Việt Nam dùng xe máy bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa chuyển sang xe điện, dù xe điện rẻ hơn. Giá ô tô ở đây rất đắt và đi taxi cũng rất đắt. Bạn chưa biết thôi. Tôi bắt taxi từ sân bay đến phố cổ Hà Nội và giá 80 tệ. Bạn không dùng Grab để đi taxi à? Tôi sẽ đến Hồ Chí Minh vào ngày mốt. Đó là một nơi rất tốt để đi du lịch và mức tiêu thụ thấp. Tôi rất muốn đi nhưng không ai đưa tôi đi cả. Nộp đơn xin hộ chiếu trực tiếp và xin visa trực tuyến là được mà. Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài nên không dám đi. Đi thẳng đến Quảng Tây, có thị thực đó. Chỉ cần làm hộ chiếu và xin visa trực tuyến thôi, vé máy bay cũng rẻ mà. Tôi sợ không tìm được việc làm ở đó. Bạn sợ điều gì khi đi du lịch ở đó? Nhưng bạn có thể học ngôn ngữ ở nhà trước mà. Tôi muốn làm việc nhưng tôi không muốn đi du lịch. Thật khó để tìm được người nếu bạn không nói được tiếng Việt. Bạn chỉ có thể tìm được một nhà máy. Tôi thậm chí còn muốn đến Việt Nam một mình nhưng không biết có an toàn không. Không sao đâu, Hồ Chí Minh và Hà Nội rất an toàn. Tôi đến đây một mình này. Tôi ở gần thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Còn tôi ở quận 7. Tôi cũng sắp đi. Nói thật, đi một mình cũng là khá dũng cảm. Được rồi, đến xem nhé, khi còn trẻ bạn nên ra ngoài trải nghiệm thường xuyên hơn. Vậy có yêu cầu gì khi đi nước ngoài không bạn? Không, chỉ cần lấy hộ chiếu và nộp đơn xin thị thực thôi. Sẽ không giống như Lào hay Myanmar đâu, các bạn đã từng đến đó hay chưa? Bạn đang làm gì vậy, sếp? Chắc bạn vẫn cần ai đó đến đây và làm phiền bạn. Tôi khâm phục những người đi nước ngoài một mình, thậm chí tôi còn phải đắn đo rất lâu mới rời tỉnh. Hãy thử ra ngoài xem, dũng cảm là một thói quen. Bạn ở đâu ở Việt Nam? Ngày kia tôi sẽ về Việt Nam. Tôi đến Hồ Chí Minh và sẽ về Hà Nội ngay. Rất giống chúng ta năm 2008 nhỉ các bạn, tôi đặc biệt thích nơi đây. Vâng, nó cho thấy Việt Nam đang phát triển rất nhanh và thực sự là một ông vua nhỏ ở Đông Nam Á. Đúng, tôi về Việt Nam không có gì để làm ở đây nhưng họ vẫn muốn thách thức Trung Quốc, muốn sao chép cách Trung Quốc chơi cả hai bên Liên Xô và Mỹ, không sợ bị Trung Quốc và Mỹ đè bẹp. Lâu rồi họ chưa được bên Trung Quốc chấn chỉnh. Nếu bạn khoe khoang về họ một lần nữa, bạn sẽ bị biến thành một kẻ ngốc. Nếu một quốc gia không thể đáp ứng nhu cầu về điện, điều đó có nghĩa là ngành công nghiệp này sẽ nằm trong tay người khác. Đó là loại Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ không bao giờ bỏ qua.
nếu bạn xây dựng lại điện hạt nhân. Mũi Né, Vũng Tàu, Đà Lạt và đảo Phú Quốc đều là những nơi tôi muốn ghé thăm. Nhớ nhé, tôi cũng sẽ đi thăm cùng. Chỉ có đảo Phú Quốc ở Việt Nam miễn thị thực cho người Trung Quốc. Cách thành phố Hồ Chí Minh 1 hoặc 2 giờ lái xe. Tôi thích không khí trên đường Phạm Ngũ Lão và ly cà phê đá thơm ngon. Làm thế nào để bắt taxi và làm thế nào để đi từ sân bay Hồ Chí Minh vào thành phố? Tôi muốn đi tham quan vào cuối tháng. Tải về Grab, cách sử dụng tương tự như Mây Tuân. Họ sẽ sớm bắt kịp chúng ta đã như thế này 10 năm trước. Họ đã vượt qua chúng ta. Vẫn còn rất nhiều người đi bộ trên đường phố Quảng Tây, và có rất nhiều người không đủ tiền mua ô tô chạy pin. An ninh ở Việt Nam khá tốt, được chia thành nhiều khu vực. Nếu bạn không muốn đi đến một số khu vực, thì có thể hỏi người dân địa phương. Việt Nam cũng phân ra Bắc Nam như nước ta. Bắc Việt Nam đối với Trung Quốc cũng ổn, nhưng luôn nghĩ đến lãnh thổ Quảng Tây và Quảng Đông của chúng ta. Tham vọng của họ rất lớn. Quảng Đông và Quảng Tây là những cửa ngõ quan trọng vào phía Nam. Cảm giác như tiếng Việt và tiếng Thái gần giống nhau nhỉ? Vẫn khác nhau nhiều lắm bạn. Tiếng Việt giống với phương ngữ Zhuang của chúng tôi, ngoại trừ âm điệu khác nhau, nhưng bạn có thể nghe. Hôm nay tôi chợt nảy ra ý định đi thăm chú và bà. Tôi chưa từng đến đó bao giờ. Cần một nửa hộ chiếu tại sảnh xuất nhập cảnh, một nửa là visa du lịch trực tuyến, và bạn phải xếp hàng vài giờ để có được visa khi đến nơi. Nếu bạn đoán đúng thì cách sân bay thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 10 km có một dãy người bán điện thoại di động ở bên trái. Ngày đầu tiên sau khi về Trung Quốc, tôi thấy ở quê vẫn rẻ hơn. Đồ điện tử, nhu yếu phẩm hàng ngày ở Trung Quốc rẻ. Tôi được một người bạn giới thiệu, đến xưởng nội thất Vinh Giang khả năng bị lừa đảo cao không bạn? Hãy đến thăm xem nhé, cô gái dịu dàng, đức hạnh và xinh đẹp. Tôi đang học tiếng và tôi có thể làm được điều gì đó trong 3 tháng. Bạn đang làm gì ở Việt Nam? Tôi làm nước tương Haiti. Vâng, Việt Nam ổn lắm, nó thực sự an toàn. Nhưng các bạn đừng tin những gì được nói trên Internet. Nha Trang có an toàn không? Rất an toàn, gần giống như ở Trung Quốc. Làm thế nào để giải quyết vấn đề thẻ dữ liệu điện thoại di động dường như không thể thực hiện cuộc gọi, và làm cách nào để liên lạc? Không thể tưởng tượng mức lương ở Việt Nam lại thấp vậy. Lương thấp đến nỗi bạn nghi ngờ cuộc sống của mình. Nhưng ở đó an toàn, tôi đã đến nhiều lần. Tôi đến đây một mình và dần dần bắt đầu nói được tiếng Việt. Một người không phải là một doanh nhân, nếu không có việc gì làm thì tốt nhất không nên đi chơi. Nói là an toàn hay không thì coi như ở đây là an toàn. Và bạn sẽ rất an toàn nếu chịu đựng được mọi chuyện. Chúng ta hãy đi cùng nhau sang đó nhé. Dù sao thì tôi cũng đã ở đây được vài tháng rồi, không sao cả, nhưng đồ ăn thì dở tệ. Đồ ăn đó tôi có thể giảm cân trực tiếp được. Bạn đang làm gì vậy? Ở một mình không an toàn đâu. Người Việt Nam vẫn rất lương thiện nên bạn đừng lo lắng. Việt Nam an toàn mà. Việt Nam an toàn. Tôi thường đến đó. Tôi sẽ quay lại sau khi ăn xong tô mì. Thôi nào, tôi đã không về nhà 10 năm rồi. Ở Đà Nẵng có gì chơi? Tôi vừa đến đây. Tôi đang đi. Cùng đi nhé, tôi cũng muốn xem đó như thế nào. Tôi đã đến Nha Trang, Việt Nam vào tháng trước và cảm thấy khá tốt. Sau vài ngày, tôi cũng đến đó, cũng một mình và mua một chiếc máy phiên dịch. Việt Nam an toàn. Bạn có muốn tôi đưa bạn đến đó không? Đi du lịch hoặc làm việc đều được. Năm 2010, tôi đi mua sắm trên đường phố Hà Nội chỉ với một chiếc ba lô vào ban ngày. Tốt nhất bạn nên đi theo nhóm thay vì đi một mình để tránh bị móc túi, băng đảng mô tô. Bạn phải mua thẻ điện thoại di động ở đó trước khi đến đó. Bạn không đủ khả năng chuyển vùng ở Trung Quốc. Từ các bình luận của netizen Trung Quốc, có thể đưa ra kết luận rằng họ nhìn nhận Việt Nam với nhiều quan điểm khác nhau, bao gồm cả sự tích cực và hạn chế. Tổng quan như sau. Nhiều người Trung Quốc đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội việc làm và hợp tác kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất và gia công, vì chi phí sinh hoạt thấp và thị trường đang phát triển. Một số bày tỏ hy vọng về tiềm năng kinh tế của Việt Nam, với đánh giá rằng đất nước này có thể phát triển nhanh chóng như Trung Quốc, cách đây khoảng 10 năm. Nhiều người tỏ ra thích thú với lối sống và cảnh quan độc đáo ở Việt Nam, như cảnh tượng xe máy đông đúc, giá cả phải chăng của đồ ăn và thức uống, cũng như phong cách giao thông độc đáo. Họ so sánh Việt Nam với Trung Quốc trong giai đoạn trước, nơi xe máy và giao thông vẫn là hình ảnh phổ biến. Họ thường nhấn mạnh rằng Việt Nam là một điểm đến an toàn, ngay cả đối với người đi du lịch một mình, và chi phí sinh hoạt ở mức hợp lý. Tuy nhiên, một số người nhận định mức giá không quá rẻ như kỳ vọng, đặc biệt khi so sánh với các thành phố lớn tại Trung Quốc. Một số netizen đánh giá cơ sở hạ tầng ở Việt Nam vẫn còn lạc hậu so với Trung Quốc, và họ chỉ ra các hạn chế về phương tiện giao thông, như việc thiếu xe điện và sự thiếu hiện đại của một số thành phố lớn. Việt Nam được nhìn nhận là một điểm đến du lịch đáng trải nghiệm với nhiều địa danh nổi tiếng như Đà Lạt, Phú Quốc,
mũi né. Tuy nhiên, một số netizen vẫn còn dè chừng về môi trường, hạ tầng và cảnh quan ở Việt Nam. Một vài người nhận xét tiếng Việt có nét tương đồng với phương ngữ ở Trung Quốc, đặc biệt là Zhuang, tạo ra sự gần gũi về văn hóa đối với một số người. Tóm lại, mặc dù còn nhiều quan ngại về sự phát triển hạ tầng và chi phí sinh hoạt, netizen Trung Quốc có cái nhìn tích cực về Việt Nam như một quốc gia tiềm năng cho công việc và du lịch, với nền văn hóa độc đáo và môi trường sống tương đối an toàn.